Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh sẽ ăn một món rất là nhiều bạn trẻ ở Việt Nam rất là ưa thích luôn. Đó là nhót trộn với muối ớt. Và ở đây là một cái rổ nhót mà hôm nay Quỳnh mới đặt mua được. Ở đây tổng cộng là 3kg và hôm nay thì Quỳnh cũng mới mua ăn thử lần đầu tiên nha mọi người. Đó, thì cái trái thì phải nói là nó siêu to. Có trái nhỏ nhỏ, có trái lưng lớn, mà trái này Quỳnh thấy là nó siêu to. Thì Quỳnh cũng chưa ăn lần nào và Quỳnh cũng mới coi trên mạng á. Thì khi mà mới mua về á thì mình phải rửa rồi sau đó mình phải chà hết những cái da cám ở trên cái trái nhót này đi nha mọi người. Ở cái da cám này nè, khi mà mình không có chà thì mình ăn là nó sẽ bị chát. Mình sử dụng là một cái miếng rửa chén, cái này thì ở nhà ai cũng có hết. Rồi Quỳnh sẽ chà cái phần da cám này, đó mình chà vậy nè. Thì ở bên Việt Nam mọi người sẽ chà vào bên trong là miếng vải ha. Còn mình chà như thế này thì nó cũng sẽ nhanh như thường. Ở bên Việt Nam á, khi mà Quỳnh chà mía đó mọi người, Quỳnh cũng chà bằng đồ chùi son như thế này nè. Đồ chùi son hay gọi là đồ rửa chén á. Trời ơi, từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ, hôm nay Quỳnh mới mua ăn thử lần đầu tiên. Cái này thì thông dụng ở miền Bắc Việt Nam nha. Còn ở trong miền Nam thì hầu như Quỳnh không có thấy bán nha. Và Quỳnh cũng chưa ăn thử bao giờ luôn. Từ ngày đi qua Nhật đến giờ Quỳnh mới thấy ăn mấy cái món lạ lạ mọi người. Người ta ăn cái mình bắt chước mình ăn coi nó như thế nào. Đó, mình chà nó ra những cái ở dưới này mọi người, là gọi là phấn nha. Đó, phấn. Sau khi mà Quỳnh chà xong vậy á, chà xong hết đó, thì Quỳnh sẽ đem qua rửa sơ qua nước một lần nữa cho nó bớt những cái bụi bám ở trên đây đi. Và bây giờ thì mình sẽ cắt trái nhót ra nha. Mình cắt bỏ cái sợi. Mới thấy lần đầu tiên phía bên trong như thế này nè. Bây giờ thì Quỳnh bắt đầu Quỳnh trộn nha, Quỳnh cho muối lên. Cái mùi thiệt là nhức nách mọi người. Cái này thì mình có thể bỏ vào bên trong cái hộp mình lắc cũng được nha. Cái thau này của mình nó không có cái nắp cho nên mình trộn đi. Mình sẽ cho vào đây là ớt khô. Ớt khô này thì mình ăn theo khẩu vị thôi đó, mình bỏ vô. Nó cay xé họng, xé hầu nha mọi người. Rồi trộn lên. Trời ơi, thiệt là nhức nách quá mọi người ơi. Rồi bây giờ thì Quỳnh sẽ cho ra ngoài cái mâm luôn. Xin chào cô chú, xin chào các bạn, xin chào. Rồi sang đi, mày rót cho sang miếng nước nha. Thì cái món ngày hôm nay Quỳnh cũng đã chuẩn bị xong hết rồi mọi người. Hôm nay thì mà mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Hôm nay là cái món mà tao nói vị chua chua nó xen kẽ vô từng kẽ răng. Nghe cái tên, nghe tên là thấy cái vị chua rồi mọi người, chán nhót. Ăn vô cái nó nhót lên. Trời ơi. Bây giờ thì mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Và hôm nay vừa ăn vừa kể một câu chuyện cho mọi người nghe. Đó là người Nhật kỳ thị người Việt Nam. Và Quỳnh là nhân vật chính trong câu chuyện này nha mọi người. Rồi giờ mình vừa ăn mình vừa nói cho mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ lấy một miếng trước. Và mình sẽ cho một miếng ớt lên như thế này. Trời ơi. Đây mọi người ơi. Mời mọi người nha. Trời ơi. Trời ơi, tao nói. Răng với nách nó giật bạc bạc bạc.
Trời ơi, từ thời cha sanh mẹ đẻ Quỳnh tới giờ á, hôm nay Quỳnh mới ăn thử cái này lần đầu tiên rồi mọi người. Cái vị nó chua y như là mình đang ăn chùm ruột hay khế mà thời gian mà lành đại non á mọi người. Nó chua, và nếu mà hồi nãy mình không có trà đó là ở ngoài nó sẽ chát nha. Lúc mà mua về thì mình cũng có cặp thử coi như thế nào mà nó chát đó. Mình mới lên mạng mình coi thì người ta kêu mình trà. Chỗ nó chua lắm mọi người. Mà mình ăn chung với lại muối với ớt á thì nó mặn mặn á, nó đỡ hơn. Kể cho mọi người nghe câu chuyện. Thì á là tại sao Quỳnh lại nói là người Nhật kỳ thị nha mọi người. Thì mọi người biết không, hôm bữa Quỳnh có kể cho mọi người nghe á là Quỳnh bứng hết mấy cái cây ở trong sân nhà Quỳnh. Thì nó là những cái cây hàng rào, nó không có ăn được, cho nên Quỳnh không thích trồng. Và Quỳnh cũng nói luôn với mọi người đó là cái cây tùng, cây bách. Và sau khi mình trồng lâu năm thì nó cũng sẽ bự, nó to, rất là to nha mọi người. Trời ơi, cái ông hàng xóm hôm bữa Quỳnh nó nói là Quỳnh nghĩ ông không thích người nước ngoài, thật sự đúng vậy luôn. Quỳnh kêu người lại bứng hết mớ cây lên. Thì khi bứng nó xong á, cái nhà của ổng mọi người, sau khi bứng nó xong thì cái nhà của ổng á, thì thường thường cái nhà Quỳnh là hướng nam, cho nên nó buổi chiều á, nắng á, nó sẽ đi một vòng từ ở đây là đông rồi hướng nam tới hướng tây đúng không. Khi mà bứng lên á thì buổi chiều á, nắng hướng tây nó rọi vô cái sân nhà ổng, nó sẽ nắng, tại vì cây nó đi hết rồi. Thì khi cây nó đi hết rồi thì Quỳnh không thích trồng cây đó, thì Quỳnh mua một số cây ăn trái và Quỳnh trồng cây ăn trái. Thì á, Quỳnh cũng trồng đúng ngay cái chỗ cũ của cái nhà chủ trước trồng nha mọi người, chứ Quỳnh không có trồng sát rạc như cái bề rào nha. Ông không có thích người nước ngoài, ông cũng không muốn nói chuyện với Quỳnh. Xong rồi cái Quỳnh đang ở ngoài sân, tự nhiên ông mới kêu Quỳnh lại, ông nói có chồng Quỳnh ở nhà hay không. Cái Quỳnh mới hỏi có gì không. Mama. Cái gì vậy? Cái ông mới nói ông có chuyện muốn nói với chồng Quỳnh. Là mọi người thấy đi, tại sao mà hảo Quỳnh vậy mà ông không nói, trong khi Quỳnh biết tiếng Nhật mà sao ông nói. Quỳnh thấy lúc mà Quỳnh bỏ cây xuống mình trồng á thì cứ đi ra đi vô nhìn ngó ngó hoài nữa. Cái là cái Quỳnh mới nói ông đợi xíu đi, ông muốn nói gì thì để tôi kêu chồng tôi ra. Quỳnh kêu chồng mình ra, kêu ông Mập ra. Thì Quỳnh lúc đó Quỳnh đi vô nhà, tại vì lúc đó là buổi chiều Quỳnh đang đã tưới cây thì ông mới kêu vậy. Mình mới đi kêu hả ông Mập đang nghe nó nói đã đợi xong á. Cái ông Mập vô nói với Quỳnh á, ông hàng xóm ông kêu Quỳnh á là mấy cái cây của Quỳnh trồng á không có trồng ngay chỗ đó, ông không có thích. Ông kêu Quỳnh á, với lại ông nói chồng Quỳnh á để khuyên Quỳnh trồng mấy cái cây ngay giữa sân đi. Cái Quỳnh mới hỏi ủa gì kỳ vậy, nhà này nhà của tôi đúng không, mà tôi trồng cái cây là lý do gì mà tại sao ông không chịu, ông không thích người nước ngoài hay cái gì, tôi đâu có làm gì ảnh hưởng tới nhà ông đâu đúng không, vẫn trồng cái cây ngay chỗ cũ của nhà cũ chứ có lấn sân nhà ổng. Cái ông nói gì nè, trồng cây ăn trái sau này á con cầm lên được có dùng nĩa nữa, trồng cây ăn trái á sau này nó lớn nó sẽ đâm qua nhà ổng, cho nên là bây giờ ổng sợ là cái thứ nhất cái lạ hả đâm qua nhà ổng nó phiền đúng không, cho nên ổng kêu Quỳnh á, ổng nói chồng Quỳnh á, nói Quỳnh còn không á chồng Quỳnh làm đi cho ra giữa sân đi, chứ ổng không thích Quỳnh trồng ở chỗ này. Thế vô duyên rồi mọi người. Cái Quỳnh nói á, anh xã Quỳnh á, sao lúc đó tủ ngoài đó ông không nói chuyện với tôi mà ông phải nói với ông. Cái sao ông mới nói nha, ông mới nói ra, ông nói mày hả, ông sợ mày không hiểu, với lại hả ông sợ mày hả không chịu nè hả không nghe lời nó kia, cho nên hả gây lộn gây lão, cho nên ông mới nói với tao. Đó là ông Mập nói mọi người. Cái Quỳnh mới nói không, cái cây Quỳnh mua về mà đúng không, là Quỳnh mua nào là cây đào rồi cây hồng rồi cây cái táo với là cây quýt. Mà mọi người biết không, Quỳnh mua cái cây đó, cây nào cây nấy nó như ngón cái ngón tay của Quỳnh à, nó dài khoảng chừng có 50-60 cm. Bây giờ nó còn chưa có lá, có cây thì có lá, có cây thì bây giờ không có lá nha mọi người. Trời ơi, nó lên như cây que mà có lá chưa có đâm vào nhà ổng. Mà bây giờ nó nói á, bây giờ mà không có dời cây đi á, mai mốt mà cây nó lớn lên rồi á
ổng sẽ hả, nó có đâm qua nhà ổng á thì ổng sẽ lấy đồ ổng cắt nghe chưa, lúc đó đừng có la. Ổng nói chồng Quỳnh vậy mọi người, cái Quỳnh mới nói á, cái cây chưa có lớn, tôi mới mua về như cái tâm vậy mà nói vậy. Cái Quỳnh mới nói với ông xã Quỳnh á, ổng không có thích người nước ngoài. Bữa nào Quỳnh đi ra ngoài sân á mọi người, ổng cứ nghĩ là chắc Quỳnh không có công ăn việc làm ở nhà, chắc đi ra đi vô đúng không, tại vì ông xã Quỳnh cũng có nhà chứ hai vợ chồng ở không có làm gì hết á, chứ nghĩa không mọi người. Cái đi ra kiếm chuyện mọi người, cái Quỳnh nói với anh xã Quỳnh á, kêu người tới làm luôn cái hàng rào đi, khỏi là coi như là cái hàng rào nhỏ, thì bây giờ là một cái hàng rào cao lên khoảng 2 mét, thì hả khi mà cây nó qua, nó chưa kịp qua sân nhà ổng luôn mình sẽ cắt rồi. Cái Quỳnh mới nói chủ trước người ta trồng, người ta cũng cắt cây để cho mà không có đâm qua nhà hàng xóm, cho nó không có phiền phức. Thì Quỳnh biết người Nhật người ta sống thì người ta cũng là rất là ngại người lộn người lạo, gây ảnh hưởng đến người này người kia. Mà cái thằng cha này mọi người thiệt luôn á, gặp chúng là hàng xóm thứ thiệt nha mọi người, chưa vậy mọi người mà kêu chồng Quỳnh ra nói vậy. Cái hôm nay cái Quỳnh ra, cái cặp Quỳnh, cái Quỳnh kêu ổng lại luôn. Cái Quỳnh nói á, hôm qua tôi nghe chồng tôi nói rồi, nhưng mà bây giờ tôi để cây lên luôn, tôi trồng lên, tôi không có giờ nữa cho. Tội gì á, bây giờ cái cây nó còn nhỏ, khi nào cái cây nó lớn á mà nó có đâm vào nhà ông á thì tôi sẽ tự cắt, ông không có cần phải cắt đâu. Tôi mới về đâu á, tôi mới nghe lời ông. Tự nhiên cái cây mình thích, mình muốn trồng ngay hàng rào để còn những cái chỗ trống ở chỗ cái sân nhà Quỳnh á, thì á những chỗ trống đó thì Quỳnh sẽ trồng rau. Lý do tại sao Quỳnh không trồng giữa sân mọi người hiểu không, để theo ý ổng, là bởi vì khi mà Quỳnh trồng giữa sân, cái cây thì nó lớn lên, nó sẽ có cái tán lớn mọi người, cái tán lớn thì nó có bọc cái bóng á, thì á nó sẽ che hết cái sân. Thì Quỳnh trồng rau á, cái sân mà nó không có nắng thì rau nó không có lớn. Còn á Quỳnh trồng cái cây ngay hàng rào là tại sao múc sẽ cắt tỉa lại để sao không nó chán nha mọi người, với lại đi ra đi vô nó không có dướng. Nói chung là miễn sao mà không có ảnh hưởng tới nhà hàng xóm là được. Mà bây giờ mọi người mình mới chuyển đến nhà này nè, giống như là muốn phủ đầu vậy mọi người, giống như là phủ đầu, giống như là mình là người ở đây kỳ cựu lâu năm cho nên nó là người mới đến đây là phải nghe lời mình. Trong khi đó ủa nhà ông ở, nhà tôi ở, tôi đâu có liên quan dính dáng gì hả, ảnh hưởng tới nhà của ông mà, thấy không mọi người. Mà vấn đề ở đây á là ổng kỳ thị nha mọi người, ổng kỳ thị. Ổng hỏi lúc đó khi mà Quỳnh vừa đến đây nè, thì á ổng mới hỏi chồng Quỳnh á là Quỳnh là người nước nào vậy, thì anh xã Quỳnh mới nói Quỳnh là người Việt Nam. Kể từ lúc đó nha mọi người, kể từ lúc đó là không có nói tới Quỳnh một tiếng nào. Mọi người biết là sao không? Là bởi vì á, ngày nào, tuần nào, cứ 1 tháng, 2 tháng là bắt đầu có tin người Việt Nam đăng lên trên tin TV của Nhật, là người Việt Nam làm này, làm kia, làm nọ, ảnh hưởng tới nước của nó mọi người. Bởi vì nó ghét người Việt Nam mà. Mình đến đây biết á, thì sống trong một cộng đồng này thì có người tốt, người xấu, người này, người kia đúng mọi người. Nhưng mà đừng bao giờ qua đủ cái nấm hết trơn á. Tự nhiên cái mình ở đây mình chả làm gì ổng hết trơn mà giờ ổng kỳ thị mình vậy mọi người. Mà trong khi đó Quỳnh có nói năng tới ổng tiếng nào đâu mọi người. Mọi người thấy không? Trời ơi, nó chua giả màng. Để kể mọi người nghe, mà mọi người coi Quỳnh giải quyết vậy có đúng không? Thật sự thì mình muốn là mình dọn tới nhà này. Mình cũng muốn có một cuộc sống là an cư lạc nghiệp là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình cũng không có muốn làm phiền hàng xóm. Mình tự biết mình làm như thế nào đúng mọi người. Mà cái cha hàng xóm này mọi người. Mà cái cha hàng xóm này mọi người là cái cha hàng xóm á, chuyên gia để ý soi máu lại là nhiều chuyện nha. Mà đấy hết thì mệt quá à. Nè. Để ý nhiều chuyện nha. Thì á, người Nhật á mọi người, không phải là ai cũng là người tốt mà ai cũng là người xấu thôi nha mọi người. Cái này cũng tùy người, nó cũng giống như bên người Việt Nam mình vậy đó. Quỳnh để mọi người nghe. Bây giờ á Quỳnh biết á là ổng có hơn có ưa Quỳnh nha mọi người. Nhưng mà ưa hay không ưa tôi cũng mua cái nhà tôi ở rồi. Miễn sao tôi không có làm ảnh hưởng với ổng thôi. Cái mọi người biết khi mà Quỳnh nói với ổng xong rồi vậy á. Thôi sao ơi, nó hư hết giấy của ba.
khi mà Quỳnh nói với ổng á, Quỳnh không có dời cây đi, Quỳnh sẽ trồng như vậy để khi khi nào mình lớn á thì Quỳnh sẽ tự tỉa cây. Cái ông nói ờ nhớ nha, cái đùng đùng tích đích mọi người, ổng đang tưới mấy cái cây, ổng trồng mấy cái cây gọi là mấy cái cây bông bông thủy tiên á mọi người, rồi mấy cái cây hành của ổng á. Mà mọi người nghĩ cái vườn của ổng á, ổng để ba cái chỗ đổ xe, cái sân còn chút xíu thôi mọi người, ổng trồng được ba cái cây mà ổng sợ không có nắng nên cây của ổng hay sao mọi người. Mà ổng nghe mình nói vậy á, cái ông nói nhớ nghe không, cái đùng đùng sắt đít vô nhà. À mọi người biết không, ổng không phải là ổng già gì rồi mọi người, ổng khoảng lớn hơn chồng mình chút xíu mà khoảng chừng năm mấy sáu chục vậy, mà hình như là nghỉ hưu rồi mọi người, chắc 60 hay sáu mấy vậy đó. Có đó, mà cái tuổi đó Nhật á thì người ta còn tỉnh táo như mọi người. Mà sao cái ông này đúng thiệt á, thứ thiệt tào lao rồi mọi người, chưa từng thấy luôn á. Trời ơi, nó chua mà nó đang xen qua từng kẻ răng, nó ê mọi người. Quỳnh á, Quỳnh cũng cố gắng mình làm sao mình ở trong một cộng đồng của người Nhật như thế này á, Quỳnh cũng muốn lúc nào cũng thể hiện cho người ta biết là mình là người nước ngoài, thì không bao giờ mà phải lúc nào mà là mình cũng là người xấu nha mọi người. Mình cũng là người xấu rồi hả, lúc nào cũng nghĩ làm những chuyện xấu nha mọi người. Bởi vì á, tin người Việt Nam mình bây giờ đang đầy đẩy á, cho nên á, bây giờ mình cũng không có trách ổng được mà không. Nhưng mà nhiều lúc ổng làm cho mình cảm thấy bực bội mọi người. Trời ơi, nó ăn xong con nó phủ lên này mọi người. Cái mâm này hôm nay Quỳnh mua về Quỳnh ăn thử mọi người. Nhưng mà thật sự Quỳnh nói mọi người là trời ơi, nó chua dữ lắm mọi người ơi. Mua để mà mình ăn mình biết cái vị nó như thế nào. Nó chua dữ lắm. Quỳnh mua cái mâm này tổng cộng hôm nay là 3 kg, chảy mồ hôi mũi luôn á, chảy mồ hôi mũi, chảy nước mũi luôn. Quỳnh ăn thử để biết. Và hôm nay Quỳnh mua 3 kg thì nhập từ ở trên Okinawa về đến nhà Quỳnh là Quỳnh làm liền luôn. Mà mọi người biết Quỳnh cũng không biết cái này là bao nhiêu tiền luôn. Cái chị đó chỉ bán cho Quỳnh á, toàn lấy tiền sau mà mọi người. Hôm nay bán gửi xong mà tuần sau mới tính tiền, cho nên Quỳnh cũng không biết cái mâm này bao nhiêu tiền hết. Mọi người á, mọi người chỉ Quỳnh đi, Quỳnh làm vậy là có đúng hay không, để bữa nào khi mà Quỳnh làm xong cái vườn mà ra Quỳnh quay cho mọi người xem cái mớ cây của Quỳnh. Quỳnh trồng á, xa cái bờ rào ra là 80cm, hay là sắm trong 80cm gần 1m nha mọi người. Vậy mà còn kiếm chuyện lầu hết sức mọi người. Trời nó chua lắm mọi người. Nhiều lúc mọi người thấy á, người Nhật nó làm như là ai cũng tốt mọi người. Giống như hồi xưa khi mà Quỳnh đi làm á mọi người. Cái hồi xưa khi mà Quỳnh đi làm thì cũng có nghe nói là người Nhật nó coi tivi nó nói là người Việt Nam ăn cắp ăn ngạn chi á. Cái nó mới nói gì nè, ủa người đó bạn của mày á hả? Xàm xí không mọi người. Trong khi đó cái người Việt Nam nó ở đâu trong cái tỉnh nào ở trong nước Nhật này, nó kêu bạn mày kìa, mốt mày đừng có làm giống nó vậy nghe chưa. Nghe cái tự nhiên mọi người vừa cảm thấy á là nó sỉ nhục mình nha mọi người. Cái lúc đó Quỳnh cũng tức mọi người, mà Quỳnh nó là tính Quỳnh nó hay thẳng lắm nha mọi người. Cái Quỳnh mới nói với nó, người Nhật mày cũng xấu đầy nhóc ra đó, chứ đừng có nói, cũng đi vô siêu thị ăn cắp nè. Chính Quỳnh là người cũng thấy người Nhật đi vô siêu thị ăn cắp. Có cái giỏ nha mọi người, để lên cái tay nè. Thường thường ở Nhật người ta đi chợ người ta hay hả, có một cái giỏ nhỏ là giỏ giải mọi người. Và cầm cái rổ của siêu thị, nó bỏ vô giỏ. Xong chút nó coi không có ai, cái nó bỏ vô trong cái túi nhỏ mà nó xách đi. Chính Quỳnh là Quỳnh người cũng thấy nha mọi người. Cái Quỳnh cũng nói người Nhật mà cũng ăn cắp đầy đó đó, chứ đừng bao giờ nói là người Nhật mà không có ăn cắp nghe chưa. Tao cũng thấy đó, mà trên tivi cũng ăn đầy nhóc á. Cái nó im mọi người. Từ lúc đó nó cũng ghét Quỳnh luôn phải không, tại vì á mình thẳng thừng với nó, tại vì ngay từ đầu nó không thích mình rồi thì mình tách cần gì phải sợ. Không thích hả, không thích cho không thích luôn, tại vì nó kiếm chuyện với mình trước đó mọi người.
nên không cần phải sợ lắm. Thiệt luôn á. Ừ. Trời nó chua lắm rồi. Bởi vậy á Quỳnh á, Quỳnh sống Quỳnh thẳng tính mà mọi người, cho nên nhiều lúc không có người nào mà ưa Quỳnh đó mọi người. Nhưng mà nhiều lúc người ta cũng phải nghĩ lại nha mọi người. Tại sao mà mình lại vậy, mình thẳng tính vậy mà tại sao hả người ta lại vậy? Tại vì người ta vậy cho mình phải vậy mọi người. Giống như là những người mà không thích Quỳnh á, nhiều lúc mình lên mình cũng nói thẳng ra luôn á, những người anti fan á mà không thích Quỳnh mình cũng nói thẳng luôn á, bạn thích tôi không thích tôi không quan tâm, cuộc sống của tôi sống vậy đó. Bạn thích hay không thích là quyền của bạn, giống như bạn yêu ai đâu cần phải lý do đâu, bạn ghét ai cũng đâu cần lý do đâu, cho nên cuộc sống của tôi sống kệ tôi, bạn đừng nói xấu tôi, tôi không nói xấu bạn đi thôi. Cho nên nhiều lúc bị ta ghét mà người ơi, cho nên thôi bây giờ mình cứ sống theo chính bản thân của mình là được, rồi mình cảm thấy là mình không có làm gì sai, không có làm gì ảnh hưởng tới người khác là được, đúng mọi người. Trời ơi, hôm nay bà Quỳnh bà ăn cái mâm mình có nói nhiều mà hôm nay cộng nhận là Quỳnh bất xúc thiệt đó mọi người. Hôm nay nói chuyện xong với ổng á mọi người, để coi coi vài bữa nữa coi như thế nào. Trời ơi, nó vừa chỗ bà Quỳnh cho cái đấm ớt nó ca mà nó nồng giả mà nó chua lắm mọi người ạ. Cái này mua ít ít về chân lên mọi người không có coi, phải mua về về mọi người mới coi. Cái này cái để phải ngâm mà hôm nay lắc nhìn chút vàng phải bỏ vô trong thêm miếng đường nữa, mình ngâm đó mình ăn từ từ mới hết chứ cái này mình nghĩ nó ngon á. Khâu này ngưng nha mọi người, ăn chút chút cho biết cái vị thôi. Không biết làm sao cho vừa lòng mấy cha mấy mày á mọi người. Thôi hôm nay Quỳnh lên Quỳnh tâm sự với mọi người một chút xíu thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video của Quỳnh nha. Sao máy bay cô chú nè. Máy bay cô chú, máy bay các bạn, máy bay. Rồi máy bay đi. Rồi máy bay. Máy bay. Yeah 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 yeah. Máy bay. Yeah 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 yeah. Máy bay. Yeah 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 yeah. Cái tay thật cũng dơ mà sao làm cái gì sao dễ.